thì nói chung dân bản á, thì nói chung là cũng nhờ vô rừng mà sống, thì nói chung là cũng nhờ vô măng, nhờ vô mấy, nhờ vô là đọt, thì là vô, nhờ vô là ong, thì nói chung là nói chung cũng cái gì cũng nhờ vô rừng, thì bảo vệ rừng thì cũng có cái quyền lợi cho dân, thì dân được hưởng. With the community forest enterprise, the local people can collect bamboo from the forest and the other anti-FP product, and they process and they package the bamboo and banana products, and they can store in the house for long time. The benefit from the enterprise, they divide different parts, firstly for themselves to get higher benefit from that process, and also they save one part for contributing for the forest management for the community. 2 years of working from the enterprise, we hope we can get a lesson learned and contribute for the government policy in order to have a good policy for the local people in the future. And the other thing, we want to extend this model to the other villages. They can learn from the care village and they can share something and they can apply this model to the other ethnic people in Vietnam. Đồng bào dân tộc Mã Liêng có phong tục tập quán là thờ cúng thần rừng. Họ xem rừng tự nhiên là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Từ đó họ có ý thức bảo vệ. Ngay khi biết cộng đồng thờ cúng thần rừng cũng giống như dựa vào rừng để sống, thì chính quyền địa phương phối hợp với ủy ban dân huyện đã bàn giao rừng cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mã Liêng. Sau khi bàn giao thì cộng đồng dân tộc Mã Liêng đã từ thành lập ban quản lý rừng cộng đồng, sau đó hàng tháng, hàng tuần từ ý thức đi tuần tra bảo vệ. Indigenous people in Vietnam and also I do think in the other country, they have indigenous knowledge to protect the forest and also protect biodiversity in their country. The local people are protecting langurs, protecting birds, timber, many kind of high valuable timber. Due to the working from the local people, they can protect very high population of the langurs. And now government recognize that very high value from the local community without support from government. In this case, that means government don't need to pay any kind of money. Government just recognize this model and give them a right to control, right to manage a forest. Thì từ cái khi mà chúng tôi được sự hỗ trợ của Segen và MLG và cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương, chúng tôi đã là tổ chức tuần tra bằng cách là trước đây thì chúng tôi là tổ chức đi tuần tra là manh mún, nhưng mà từ khi chúng tôi đã có sự hỗ trợ của các cái lực lượng đó thì chúng tôi lập kế hoạch, và là từ cái kế hoạch đó thì chúng tôi thành lịch và chúng tôi có thành lập thêm 6 nhóm, chia ra 6 nhóm từ nhóm 1 cho đến nhóm 6 hoạt động từ trên 4 xã. Thì chúng tôi là bảo đảm làm sao mà về không gian thời gian là chúng tôi là làm rất kín và là bảo vệ được tốt cái loài vọc đen cải trắng này, bảo vệ được rừng rất tốt. Đồng xóm Sưng là những cái người mà sống gần cái khu rừng này nhất, và từ trước nay thì họ vẫn quản lý và bảo vệ theo cái quy ước cũng như là cái luật tục của họ. Tuy nhiên thì đến thời gian gần đây thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thì có chủ trương là sẽ giao cái diện tích rừng này cho Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà quản lý và là chủ rừng. Thì chúng tôi nhận thấy rằng cái việc giao như này thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái quyền hưởng dụng theo cái luật tục của họ từ trước đến nay ở khu rừng này. Vì thế là dự án chúng tôi là can thiệp và hỗ trợ thúc đẩy các bên tham gia với nhau để cùng thảo luận ra một cái cơ chế hợp tác. Trước khi có cái sự tham gia của chương trình dự án thì bà con tôi đã sống ở rừng cách đây hàng trăm năm và được quản lý, bảo vệ trực tiếp cái nguồn rừng đó. Từ đó thì chúng tôi cũng đã được hưởng lợi một số tài nguyên từ rừng,
và chúng tôi cũng bảo vệ tương đối là tốt theo cái quy ước hương ước của ông cha để lại. Và sau khi được tiếp cận với chương trình dự án thì chúng tôi còn được phối hợp với việc vừa bảo vệ rừng và vừa chăm sóc bảo vệ chế biến cây chè san tuyết. Thì qua quá trình đó thì chúng tôi được tổ chức tập huấn nâng cao năng lực từ cái việc mà quản lý bảo vệ rừng đến cái việc mà chăm sóc chế biến và nâng cao cái chất lượng của sản phẩm chè, thì từ đó cũng làm cái nâng cao được cái nguồn thu nhập cho bà con nhân dân chúng tôi.